Hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Mời các bạn ăn cơm tối với hai chị em nhé. Cuộc đời sung sướng làm sao? Ăn ngày nào cũng đổi bữa khác món luôn, không có trùng nhau. Đây, cơm này. Rồi thịt vịt à? Thịt vịt Thịt quay. vịt Thịt vịt quay nhé, nhìn cũng hấp dẫn. Cà tím Tứ Xuyên. vịt nướng ngũ vị, Vịt nướng ngũ vị, thế còn cà cái gì đây? cà Tứ Xuyên Cà Tứ với Xuyên. lại thịt bằm. À, mấy thịt bằm. Với lại đây là rau cải. Đây là canh, canh khoai tây, được mấy miếng khoai tây thì thiếu chả gì. Và ăn xong là tráng miệng trà sữa trân châu các bạn này. Khiếp, Rất cơm nó cho nhiều thế nhỉ. cơm nhiều lắm. Đấy các bạn thấy không? Cuộc đời sung sướng ấy chứ, thay đổi ấy. Không còn cứ đòi rời nữa, nói có voi đòi tiên. Ok nhé, mời các bạn ăn cơm với hai chị em. Đây, bà bạn tôi rất là xinh xắn dễ thương. Tôi xấu tôi lại giấu cái mặt đi cho bà bạn tôi chìa Bà này thật là cái mặt ra thôi. Thì nhìn thấy không thấy sao? Tôi được nhờ lộc. Ok nhé, mời cả nhà ăn cơm nhé. Ăn cơm với hai chị em. Họ rất là đúng giờ luôn đấy. Được cái hay là đúng giờ, bởi vì ăn ngày ba bữa mà, sáng trưa tối, sáng đúng 7 giờ, buổi trưa thì 11 rưỡi, tối thì đúng 6 giờ luôn đấy. tối nó cho cơm nhiều quá, trưa nó cho ít hơn vừa. Thế mà Mời quý vị, mời cả nhà ăn cơm nhé, mời các ông bà. mấy nhưng mà có một điều này là mình thắc mắc này. Một một ngày 2,5 triệu không ít, mà người ta cho cổ ngữ có 6 chai nước uống mà 7 ngày thì làm sao mà đủ đấy. Họ sắp cái quy định là chỉ có thế đấy, uống tiết kiệm này, còn không tiết kiệm mới hết, uống nước vòi mà kệ. Rồi họ mà cả là cái gì thiếu, cái gì làm hỏng làm mất là phải đền. Khách sạn là thế, vỡ là phải đền, mất phải đền. Của tiền rẻ tiền mau hỏng, ai làm mà chả đánh vỡ đánh hỏng được. Rồi rồi, thế rồi là nước hết, bây giờ làm nào đây? Thế còn cái vừa rồi ấy là mình có chia sẻ là người nhà của bà bạn đấy nhá, mang đồ đến xả với cả chanh gừng nhưng mà không có dao. Thì có bạn nói là yêu cầu người ta phục vụ, cái này nó là ngoại lệ, mình không thể yêu cầu người ta phục vụ được, đúng không? Nó có lý do của nó. Họ sợ là có dao rồi cãi nhau đánh nhau giết nhau thì ai chịu ở đấy, nên cái này người ta không cho là đúng rồi. Còn Cũng như lên máy bay ấy, ai được mang dao lên, ừ. đồ sắc nhọn không ai được mang lên. Đúng rồi. Thế còn nữa, người ta đã phục vụ mình đầy đủ rồi, còn cái ngoại lệ mình muốn là mình phải tự khắc phục chứ ai người ta lo cho mình Còn cả đâu. đi nghỉ mát thì trong người nó có dao, có đủ không Ừ. thiếu, đi nghỉ mát là thế. Đâu hình như cũng không có sao, Có. mình không liên quan, mình Ừ. không làm gì đến, nhưng mà hình như không có. Có. Yeah. Đi nghỉ mát nó có dao, có ấm đun nước, có cốc uống nước hẳn Ấm hoi. đun nước, cốc uống nước thì Ừ. có rồi, nhưng mà dao hình như không có. Có cả lồi niêu không chảo, tôi đi ở Nồi nồi niêu villa. có, nồi niêu có, Nó phải có dao. nhưng mà mình thấy nồi niêu đấy thì có nấu đâu mà để ý, Ừ. không nấu. Thế là Tôi đi ở Phú Quốc nó có. Vì nhà tôi thuê là thuê một cái villa chứ không phải ở resort. Villa riêng coi mấy phòng, thuê cả một cái villa này. cho nên là mình không yêu cầu được. À, Bà đi sau Phú Quốc rồi. Phú Quốc, Nha Trang rồi Đà Nẵng rồi Ừ. Sài Gòn rồi, chỉ có mỗi lục tỉnh thì định năm nay đi thì dịch không đi được. Ừ. Bà đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao, sướng thật đấy. Biết khắp đây cùng nó. Phía Bắc này tôi đi lễ. Tôi chưa đi đâu, tôi mới đi có mấy cái chùa, mấy cái chùa Bái Đính, mấy chùa gì Ừ. đấy, cái chùa xây to to về sau này ấy, Chùa Tám Chúc. Tam Chúc Bái Đính này rồi cái gì đấy. Thế Tam còn Chúc tôi chưa đi. mấy cái đợt năm về trước trước dịch ấy, về cưới thằng con đấy, Ừ. là nó cho đi là Đà Lạt. Ừ. Đà Lạt tốt đi rồi.
Đà Lạt hôm trước hôm sau về đi lượn lượn tí, có đi đâu đâu. Tôi đi Đà Lạt một lần, còn tôi đi Sài Gòn 4 5 lần. Chả được hưởng thụ. Sài Gòn thì cũng đi vào đấy có đi đâu đâu. Vào đấy đi dự đám cưới này là thuê nhà trọ rẻ tiền. Tôi giờ có tiền thì tôi cũng sẽ đi dối già, bây giờ chưa có chưa dám nói trước điều gì. Năm ngoái cái năm 20 vừa rồi ấy, ông chồng tôi bảo thôi bây giờ không phải sang con nữa, thì kiểu đi hơn năm bị không về được đấy. Thế là mùng 2 Tết năm 21 về này, ông bảo thôi năm nay hai vợ chồng mình đi đi lục tỉnh, đi vào chỗ công tử Bạc Liêu ấy. Tôi ước mơ vào công tử Bạc Liêu vì cái nhà nó đẹp lắm, đẹp dã man luôn. Ông ấy xây từ lâu rồi nhưng mà bây giờ ông con ông phá hết rồi. Thế là đến đời ông cháu. Cái tiểu sử của công tử Bạc Liêu như thế nào? Ông bố của ông công tử Bạc Liêu mới đầu là đi chăn bò thuê cho nhà cái ông phú hộ này. Lúc Pháp thì cho đi học thì ông lại sợ con ông ấy xa rời nhà ông ấy. Thế này ông mới đi thì còn lại cho cái ông chăn bò đi. Ông chăn bò là người ở, thế ông ấy đi thì ông học hỏi các thứ được thì về ông ấy làm giàu được, nên làm giàu ông tích lũy được thì về sau ông cho thằng con đi. Thằng con đi nó mới phá phách của ông, coi là nó đi học máy bay rồi máy bay rồi là vợ Pháp rồi là gái đầm Pháp. Thế nó về có công lao coi là mua được mỗi cái máy bay để cho bố đi thăm cánh đồng lúa thôi. Còn lúc đi về thì ông bố thì ông ấy mua cho cái xe coi là mặc quần dép cao su đi mua mua gì mua xe ô tô xịn nhất, hay là bọn Pháp nó mới ngớ người ra đó, kiểu một ông lão nông dân mà ông nhiều tiền thế nên nó bán cho ông. Thế được cái xe đi về làng là một và cái máy bay là hai, nhưng nhà cửa thì xây đẹp mỹ mãn luôn, toàn đồ của ngoại thôi, gỗ đẹp lắm. Tôi ở đây tôi xem báo thì như thế. Đấy, còn bao nhiêu cái dãy nhà phố Đây là còn cái tiểu thế. sử của cái công tử Bạc Liêu, cái nhà của công tử Bạc Liêu. Đấy, đẹp lắm, nhưng bây giờ làm khu du lịch rồi, thế bây giờ đến đời ông cháu thì chỉ là được cái, tức là đang xin nhà nước, ông là bây giờ làm bảo vệ đấy, nhà của ông nội đấy, nhưng mà giờ cuối cùng rồi cũng chả được. Cuối cùng ra không được cái gì? Không Sao thế? thì đây là xin nhà nước là cho 50 mét vuông để xây nhà ở, một dãy trên phố trên Sài Gòn đấy coi cũng bán hết rồi. Nhưng mà cái ông ấy cũng đầu óc làm ăn hết, cũng thi hoa Thế tại hậu. sao của ông ấy bây giờ này này không được, của ông ấy là thế nào? Thì sau khi chính quyền cách mạng về tay mình rồi thì là Nhà nước thu hồi à? bây giờ làm ở chỗ khu Hằng nào tôi cứ thấy những cái bài hát mà công tử Bạc Liêu tôi cũng chả hiểu cái gì cả. du lịch. Công tử Bạc Liêu với lại một cái thằng mà thằng trắng mà thằng đen là sao, đốt tiền nấu trứng, giàu mức độ đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Đốt tiền luộc trứng. Nấu trứng, người ta nấu trứng tức là đập trứng ra. Cũng ở đấy à? Mà cô thì cái cô ấy xinh ấy thì nó mới quyết cưa bằng được, thì lúc cô đánh rơi cái gì ấy là nó cúi xuống nó đốt tiền nó soi đèn để nó tìm. Bây giờ bà gõ vào công tử Bạc Liêu nó cho cái tiểu sử cho bà đọc. Tiểu sử công tử Bạc Liêu Tôi chả hiểu, tôi cứ thấy bài hát công tử Bạc Liêu. thôi trả thuộc bài hát. Tôi nhìn thấy cái vịt này là tôi đã cảm thấy không ngon, đúng không? Cái da của nó thì dứt khoát nó làm sẽ không sạch được như mình. Da thì bỏ đi. Đây, cổ này này, cổ đang đen là vứt đi cho vào đây làm gì? Thế là định đi vào đấy, vợ chồng nhà bà cũng nhận cũng hưởng thụ ghê Đấy, đấy. nhưng mà lúc đúng vào cái dịch Ôi cái này không 30 ăn được tí nào, này trông nó cũng là một miếng luôn, xương sẩu. đúng là 30 tháng 4 thì nhà tôi định đi, thì đúng là các cụ giữ chân lại.
Ông nhà tôi thì tiêm cái nhiễm miễn dịch ấy, đang chữa bệnh mà đang tiêm miễn dịch thì không có gì. Còn tôi bị sốt cúm là cái con giúp việc ấy, nó mang cúm của nó, bị cúm nó lại vẫn đến làm. Là lây sang tôi, lây sang con trai tôi, lây cho con gái tôi, cho đứa cháu tôi, con dâu tôi là người cuối cùng. Cúm mùa chứ không phải là cúm dịch này đâu. Thì cúm mùa, úi giời, nếu mà nói cúm thì như là tôi ấy, con cháu tôi, cháu tôi nó cúm triền miên luôn, bởi vì đứa đi học, đứa đi nhà trẻ, lây suốt. Đấy. Nhà nó lây suốt, vừa rồi tôi về tôi cũng bị lây đấy. Đấy là cúm mùa. Thế xong bắt đầu là trong Sài Gòn 30 tháng 4 thì là thả cho dân được tự do thoải mái. Thì ở bà thông gia bà này, một là bà đi bà trước, này. Đấy cái nước sốt đó. Nước sốt ra cái gì đâu. Sốt cũng không ăn, hết rồi. Một là bà đi vào trước, hai là vào sau, chứ còn vào 30 tháng 4 bà thuê ô tô bà cũng không đi được đâu, bởi vì đường nó quá đông. 30 tháng 4 trong Sài Gòn ăn to lắm, không đi được. Thế thì nhà tôi bảo thôi, thế thì có gì thì mùng ba, to qua 30 tháng 4 thì mùng 2 tháng 5 mới đi. Ăn to nhưng vừa rồi dịch thế thì... Thế đấy thì mới bị dịch, mới chết nhiều. Dịch như thế chết nhiều, chết vãn đi, con tôi bảo nhà tôi... chết hết cả nhà. Con tôi bảo thôi thì cả nhà coi cứ ở nhà, xong đến mùng 2 thì đi, vì mùng 10 là nó lại đi sang bên này rồi không. Thì thôi mùng 2 đi thì đến mùng 8 thì ra thì mùng 10 nó đi. Đi 6 ngày cũng được. Tội thế nhờ. Nhưng mà cuối cùng thì không đi, may quá cả nhà không đi, đi quả đấy thì dính thì chết. Quả đấy là ông nhà nước mở cho kiểu dân tự do á. Thế bắt đầu ngoài Bắc bắt đầu mới rút kinh nghiệm thì mùng 2 tháng 9 vừa rồi mới đóng cửa đấy chứ. Không mở. À dịch qua rồi rồi mà vẫn mở. Đi cho đi. 30 tháng 4 lúc ấy nó chưa bùng phát dịch thì họ vẫn mở cửa cho mọi người đi. Sau cái quả 30 tháng 4 đấy thì bắt đầu nó mới bùng phát, con là nó lại bị cái đạo gì ấy nhỉ, nó truyền bá cái gì thì bắt đầu nó mới lây nhiễm nhiều. Đấy. Nên nhà tôi may. Chị em mình ngồi đây không biết chứ nếu nghe thì cũng thấy hãi đấy. Bà Hà Nội này tương lai là bùng phát, có khi không khác thì Sài Gòn đó. Đấy, nó sợ lắm, về giờ cứ ở trong nhà. Thế còn cứ ở trong nhà thì phải đóng cửa, không quan hệ với ai. Nhà nào đóng là bà lịch bà về bà làm đầu, bà đi hàng xóm rồi. À, đi bán vườn lê để thôi đi. Cái quả này thì nó lại phải cho làm đầu này. Tóc thì sơ như sơ dừa ấy, làm gì không có làm nữa, đừng làm nữa. Hỏng hết rồi đâu. Mình ngồi đây không biết thôi, nhưng tin người ta nói cũng khiếp đấy. Thế là năm nay nhà tôi là dự định đi Sài Gòn 30 tháng 4 đi chơi, với cả đi công tư thuê ô tô mà đi mẹ vào, xong là thuê du lịch đi một chuyến, đi bằng xe. Đi ô tô du lịch nó đưa đi chơi, đi vào lục tỉnh. Thế nhưng mà xong này không đi nữa. Nhưng mà nếu mà nói đi ô tô thì chắc là vẫn phải đi một cái tuyến đường này đúng không? Tôi xem ở trên mạng tôi thấy những cái xe tải dài nó đi các cái đường nó cua đấy, nó gấp, xong rồi hai xe tránh nhau không được, cứ húc nhau rơi xuống dưới vực là chuyện thường. Tôi kinh lắm, sợ. Đấy, con tôi định bàn là mấy xe con đi nhà tôi, mấy xe con đi đấy, nhưng tôi bảo thôi không đi. Có cái thằng nó lái xe tải, bà thấy thế này có chấp nhận không? Cái thằng bên cạnh ấy nó va phải, nó sứt, nó đòi 2 triệu, thằng kia không trả. Nó không trả hả? Nó lấy xe nó ẩy ẩy cả một cái xe khách của nó dài, xe tải to nên lăn nó xuống ấy. Thế chết hết à? Dã man. Dã man quá. Nó phải có luật chứ, thế chết à? Xong rồi bên... Thế phải tu, phải đền. Nếu con sống thì mày phải đền, mày phải tu. Bên cạnh thì là chen nhau mà thằng kia cũng lại rơi xuống. Xong rồi không biết là có người nói sao là bảo anh đẩy người ta xuống, nó không đẩy. Mà đấy là tự ngã xuống chứ không phải nó đẩy. Nói chung là nó dã man thật ý. Sợ thật. Thằng ngu pháp luật có trong tay. Mày thế là mày đi tù một gông. Đòi 2 triệu nó không trả 2 triệu mà sẵn sàng đẩy cái xe của nó xuống vực.
cố tình giết người. Nó không phải vực nhưng mà là cái rìa núi ấy, dưới sâu lắm. Sâu thì là vực hơn gì ạ? Mà rõ ràng nó quay mình nhìn thấy là nói. Thằng là thằng ngu, cố tình giết thằng người. Thằng này có sao không? Có chứ, thằng này đi tù rồi chắc. Mày thế thằng bắt đầu là bên cạnh này có một thằng nữa kiểu như nào? Tránh nhau, chen nhau. Thấy không? Nó cũng đẩy thằng bên này cũng đẩy làm xuống nốt. Toàn xe tải dài, xe tải to này mà đường thì nó gặp. Đường thì nó bé, nó bé mà nó lại cua gấp chứ. Ôi trời ơi, mà xe thì dài, tôi trông tôi hãi. Tôi thấy cái lái xe ấy, tôi xem tôi sợ, tôi không dám xem nữa cơ mà. Nên là tôi phải đi du lịch. Đi vào Sài Gòn chỉ có một máy bay vèo cái đến nơi. Chứ còn bây giờ đi ô tô là không không đi. Nguy hiểm lắm. Thế thì con tôi là bây giờ đưa bằng xe của nhà mình thì kiểu đi đâu mùa hè đi thì ban ngày, đi thì tối ngủ, không đi buổi tối. Mà thôi cũng không đảm bảo. Đi máy bay luôn. Những cái đường cua ấy là đáng lẽ nó phải chạy chậm. Mà nó chạy làn bên nó, người ta không nhìn thấy. Đúng nó rồi. Chạy rất là nhanh, dễ hút nhau. Của nhà nhiều khi mình chạy cẩn thận, nhưng mà mình không gây, nhưng mà nó gây vào. Đúng rồi. Gây tai nạn cho mình. Thế thì sao mà không có đi như thế. Đi máy bay vào đấy thì thuê xe du lịch. Thôi cả nhà ơi, ăn xong rồi, nghe hai chị em nói chuyện đấy nha. Bye bye.